Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một mẫu phục Simsi Thái Lan có tăng chỉnh, rebound tăng chỉnh thạch luôn nha anh em. Đó, phục này là size 330, phù hợp được cho tất cả những dòng xe như là quay rim cấp 67 nha. Phục này làm full đen, rất là đẹp nha. Phục Thái nha anh em. Đó, hàng full bóc luôn nha. Phục Thái. Sử dụng được cho nhiều dòng xe như là quay rim cấp 67, quay 125 BG1 rồi này kia nha anh em. Đó. Full đen hết nha. Ở đây là phục Thái nha anh em. Anh em về có thể tự muốn dán tem ni trong ô lình này kia đó tùy anh em, nhưng mà đây là phục Thái, người ta làm full đen như thế này để cho nó, thứ nhất là càng đơn giản nhưng mà nó lại càng đẹp ha. Đó, phục full CNC nha. Tất cả chi tiết trên phục là đều CNC. Ti phục lớn nha, ti 14, ti trắng nha anh em. Rebound tăng chỉnh này là rebound tăng chỉnh thật, là cái độ lên xuống tùy vào cái trọng lượng mình xài và cũng như là cái nhu cầu sử dụng, mình có thể chỉnh cái rebound này là nhanh lên xuống, nhanh chậm tùy ý. Và anh em đây có thể là tùy chỉnh tăng chỉnh lò xo nặng nhẹ luôn nha. Đó, rất là hay nha anh em. Và giá một cây cặp phục Thái Olin, mẫu Olin full đen full led này nè, là mình bán cho anh em với giá là 1,1 triệu một cặp nha anh em. Đó, hàng công ty nhập khẩu ha, bảo hành 6 tháng cho anh em, lỗi xì dầu, nếu mà xì dầu là công ty đổi mới cho anh em ha. Đó, chỉ 1,1 triệu thôi là anh em có một cái cặp phục nó đẹp sắc nét cỡ vậy nha anh em. Full đen luôn, rất là đẹp, lên xe rất là dễ xài, màu nào mình lên xe nó cũng đẹp hết. Hàng có số lượng ít nha, anh em nào xài cứ alo mình nha. Đó, phục Simsi full hàng Thái có tăng chỉnh. Đó, tăng chỉnh nhưng mà này tăng chỉnh thật nha anh em, có nhiều trên thị trường anh em á thấy cái phục anh em có nhiều người ham rẻ một chút, nhưng mà cái đó nó làm cho có thôi chứ không có chỉnh được gì, còn đây là tăng chỉnh thật nha.